Bây giờ đội Xuyên Hải đang người dân báo là có con hay là bị bắt cóc, bị nhốt, làm tiền này kia. Bây giờ mình chưa biết là sao, giờ phải để mình phải là vô nghiệp vụ để vụ đứa con trai ra coi có nó có bị bắt cóc hay nó bị cóc tiền hay sao mà con về nó giờ điện thoại giờ cứu con phải đưa 150 triệu mới đưa được ra. Bây giờ anh em đang bày mưu bố trận để chưa đưa đứa con ra để coi sự việc sao, nên bà con phải thấy xem cái đoạn video này để biết sự việc là sao, phải con mình lập kỳ mình cho ba mẹ hay là bị bắt cóc thật. Bây giờ bà con hãy nghe đội Thiên Hải chuẩn bị đi đang đi trên đường đây. Mở lòng ngoài cho em chơi. Mở lòng ngoài ra. Không phải run, cứ từ từ bình tĩnh. Ở đây bán gì vậy? Nước có gì thì có gì uống. Tiền ảo gì trên app? Ồ, nó là chủ phải tài bản hả? Không phải. Chứ sao? À, nó là anh sao? Mượn của mình, bạn con, chịu. Con chơi trên app. Bạn chơi app rồi có mượn có giấy tờ gì không? Có giấy gì không? Thôi này không phải rồi. Không có ai mà trên app gì anh. App rồi đây, coi anh con biết gì được. App thì trên app thì chỉ phải chơi cái gì trên app? Cái này không được rồi. Không, bây giờ anh Hải nói thẳng luôn cái này, cái vụ này là thằng đấy giữ đâu, thằng mà mày thiếu cái tiền ở đâu vậy? Vậy gì cái giờ mày luôn hả? Còn tiền đó, thằng đó lần nào đang mượn ra vậy? Giờ luôn số mấy chơi gì cái nát thằng ơi, chơi bậy bạ rồi nát gì không có chơi gì đâu, đưa cái miệng cái mạng đó đâu, mượn cái mạng đó cái gì sao thằng ơi, không hiểu luôn. Chơi được áp thì có không, cái này mày chỉ có chơi nó hẳn một là có chủ mình chơi đa cấp không, đa cấp không, ví dụ đa cấp kia không đóng tiền để đi là lên làm trưởng phòng phó phòng không. Bây giờ em đang ở đâu? Ở phường nào? Ở phường nào mà không tin bảy phường chết rồi. Nói to lên nào, nói to lên. Ừ. Nói to lên em. Phường nào? Ở khu dân cư Đường Ngang. Khu dân cư Đường Ngang hồi đó gì chưa nghe khu dân cư Đường Ngang. Giao Đường Ngang. À, bây giờ anh hỏi nè, em vay cái số tiền đấy để làm gì? Nói lớn lên. Áp gì? Chơi tài xỉu, chơi game đúng không? Cờ bạc đúng không? Nói chung là cờ bạc đúng không? Đỏ đen đúng không? Em chơi lâu chưa? Em vay bao nhiêu? Bao nhiêu? Mà thằng đó sao dám cho em vay 150 triệu? 150 triệu. Thằng đó biết em là ở bên trọ, nó biết em là ai mà dám cho vay 150 triệu. Cho vay nóng. Nóng, cái nóng còn không cần cái đó nữa. Không ai ai dám, không biết nhà biết cửa sao dám cho vay 150 triệu. Em có gì cầm cố không? Không gì cầm cố sao vậy? Không có, không có gì cầm cố sao người ta cho em vay nhiều dữ hả? Bây giờ nè, nó nghe nè. Nè. Cái ấy cái đi. Nè bây giờ nó nghe. Con bình tĩnh thôi đi, còn ba mẹ đây con không sao cho nó, con đừng có lo.
Dây nóng là em dây làm sao? Nói anh nghe thử coi. Hả? Dưới là giữ chị cái gì? Cầm trước công văn. Hả? Cầm trước công văn. Lấy xe cho. Rồi mấy thằng nào giữ ngân hàng nào? Có sổ mật khẩu cầm nóng. Dây nóng rồi, dây nóng mà dừng lộ quậy à? Ở khu nào? Khu nào? Hả? Sao mà giấy tờ này thân của em mà ai cho em lại dám dây 500 triệu? Em nói thiệt hay nói xạo? Giờ có ba mẹ của tụi anh đây rồi mình tính này, em nói thiệt tụi anh giúp cho, hiểu không? Giờ thôi lại giờ ngân hàng á, ngân hàng nó ép em quá hay là bất cứ cái gì, không em nói thiệt ra, hoặc em chơi quá hay là em cầm cái gì đó quá, ba mẹ thì nó không biết đâu, chứ đừng có nói với ba mẹ là mẹ chữ đó lộn. Không có ngân hàng nào á mà cái thứ này mình đưa giấy tờ thì hai người ta là cho 100 triệu. Mình nói dễ quá, giờ anh đi dài chắc anh đi dài đây, hiểu không? Chính xác không? Thì em nói thiệt, nó xạo, nó thiệt, bây giờ nó lớn lên nó thiệt, nó thật lòng ra tụi anh giúp cho, đúng không? Có ba với mẹ ở đây, ba mẹ già cả làm chúng ta tiền xương máu, em hiểu không? Bây giờ em nói đây nó thiệt ra, cái câu chuyện em kể là vậy là thật hay là giả, em kể quýt tạc ra đi. Tại nói đâu nói cho đúng đó. Nói đi tụi anh giúp cho. Bây giờ con không có được gì nói giống nói lá nữa. Ừ. Giờ ở đây có anh Nãy nè, Nãy làm chứng. Nếu mà em nói cái thằng Nhân Hồ đó vậy em đi Nhân Hồ ra đây gặp tụi anh. Ở đây có Nãy với chú rồi là con nhận giúp con là người không bằng ăn lợi. Chứ không con không có đường nào mà con trốn được hết trơn. Bây giờ em nói thiệt đi rồi tụi anh giúp cho em. Bây giờ lo làm ăn còn vợ con nữa. Thấy không? Mình làm ăn đàng hoàng không bị phòng mất được. Mình nợ nè, nói với ba mẹ tí rồi con gây ra hậu quả như vậy. Bây giờ tụi anh biết con này nó lừa em hay là giả, thấy không? Nó lừa hay là sao? Rồi em nói là sao? Bây giờ nó có nghĩa là bây giờ nó nhiều cái chiêu lừa đó. Bây giờ nó nhiều cái chiêu lừa đó, hiểu không? Bây giờ em nói đi, em nói thiệt cho tụi anh nghe làm sao? Rồi em nói sao? Nó nghe nó lớn lên. Nói đấy anh. Bây giờ ở Bình Kép, cái này là ở Bình Định. Sao? Từ đầu luôn sao? Từ đầu tới đuôi nói cho hết. Đơn giản rồi. Để cho hết nha. Rồi giúp em. Rồi nói. Dạ, em cứ nói đi, đừng có sợ. Yên tâm đi. Ba ở đây là ba kêu chú Hải nội giúp cho con nội an toàn con gì à. Chứ con không có ấy nữa. Con không thể nào con không thể nào nữa. Nãy giờ nhóc nó nói thiệt nè, nãy giờ nó nói vậy là nó không đúng. Giờ nó nói thiệt nè, giờ nó nói thiệt để mình giúp nó. Giúp nó đi. Nói em nói thiệt đi. Em rồi cứ nói đi sao. Em nói sơ thôi là em tự nhiên hiểu không sao. Con đâu có trúng, trúng nhỏ nữa. Thôi cô con để im cho nhớ suy nghĩ nó nói. Con cứ nói đi. Nói thiệt chứ không cần nói đặng nghe anh còn biết anh Tường không tính. Rồi sao? Sao mà em cần tâm lý con đó? Nói sao mà con xa vào vô cái này vậy? Sao chứ? Con nói xạo đúng không? Rồi lý do nào con nói xạo? Dây ép đúng không? Rồi mấy thằng ép nó điện con đúng không? Nó đòi tiền suốt rồi con sợ đúng không? Con dây ép nào hả? FE. FE.
FE gì phải không, qua Zalo đúng không, rồi nó kêu con cung cấp thông tin cá nhân cho nó đúng không, rồi sau nữa con kể tiếp đi, con cứ kể quịch tạc lên đó, mà con có lấy được cái số tiền đó không? Lấy được nhiêu? Có 10 triệu hả, nó lớn lên là tổng cộng là nhiêu? 70, bây giờ nó lòi ra nhiêu? Mới dây này là nó bị có dư luôn. Dây hồi nào? Là em đưa giấy tờ đi hăng thông tin cá nhân, là qua hôm qua app hay là em gặp trực tiếp ở ngoài? Qua. Rồi nó tiền nó đưa em bằng cách nào? Không, cũng qua app. Nhưng mà thật sự em có nhận được số tiền đó không? Là em nhận được số tiền ở trong cái app? Không, 77. Là em rút tiền ra chưa? 70 triệu. Còn bây giờ á, là hiện tại bây giờ là nó kêu em trả bao nhiêu? Kêu có lãi là 70. Nãy giờ thanh toán nó 70 đúng không? Anh nói cho em nghe nè, em nói gì cũng chưa đúng nữa. Anh biết, anh nói gì cũng chưa đúng nữa. Em dây app mà không bao giờ em lấy được số tiền đó. Hiểu không? Không bao giờ mà em lấy được cái số tiền trong app á. Hiểu không? Anh nói, em hiểu không? Em về app á, em không bao giờ em lấy được số tiền đó. Anh về mấy thằng app là đa số là nó toàn là lừa không à. Nó nói có thiệt đi, nói vậy là không đúng. Là thiệt là sao? Nói đi. Em trả 70 triệu đó làm gì? Hả? Em cũng chơi bên đó đó. Chơi bên gì? Kiểu tiền ảo. Tiền ảo hả? Tiền ảo trên mạng đó không? Những game nữa gì? Hết chưa? Còn nhìn nào không? Rồi lúc cuộc là nó nuốt hết luôn hả? Rồi từ cái tiền ảo đó ở đâu ra, cái app tiền ảo đó em moi đâu ra mà em chơi? Thằng bạn giới thiệu. Bạn em đâu, nó đâu? Nó có chơi nó có lợi không? Hay nó có lợi không? Ừ, mà em có lợi hả? À, cuối cùng làm dây app đúng không? Là... Bỏ nói là bậy bạ. Bỏ bây giờ nó nói bậy bạ. Dây app là con gì? Nó nói là nó dây app được phải được sự. Vâng. Giờ app lên dây nó quá, nó sợ. Chào chào gì đấy. Nó nói vậy, mới đầu nó bậy bạ, đưa cái giấy bậy bạ nãy cũng thu thiệt. Thôi nó cầm 2-3 lời. Con này nó 2-3 lời cũng được. Mày, em muốn nói thiệt nha, nó nói thiệt là công an tới á. Nè, cái tội của em. Chúc may mắn thành sao. Tốt là em muốn cái tiền đó làm gì, nó rõ ràng đó. Thôi, chào. Ok,
chở nó về đi, chở 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 về chở đi đáp chở ba đi luôn, đáp chở ba đi vừa khỏi luôn, phải chở đi về đây, chở về cũng sở nói chuyện đi, đi chạy rồi chuyện về về tâm vậy, chạy chú sở mình đi, để lấy xe bí rồi bí chở đi luôn, bí chở ba chở về luôn, chở về nó về luôn, bí leo lên leo chở đi xe hơi á, xe đỏ, xe đỏ ráp mà chồng ráp đi đi, theo nó đi theo nó đi. Dạ rồi, con chào cô chú nha. Dạ, chào em trai. Dạ vâng, cô chú, cho con xin phép được hỏi cô chú tên là gì và đến từ đâu? Hai chồng tôi là Lê Văn Sáng, đến từ An Giang. Tôi cũng đang đi vừa đến từ An Giang. Dạ, dạ rồi, thì từ sáng cô chú đã lên nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc, đó là tìm con và có liên quan đến số về tiền bạc, đúng không ạ? Dạ, đúng. Như cô chú ban đầu vào chia sẻ thì con nhà mình có gọi điện về nhà và cần cô chú trợ giúp, đó là 150 triệu, đúng không ạ? Yeah. Và sau đây con xin phép được mời cô chú chia sẻ lại chi tiết sự việc để cho tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác trên cộng đồng mạng được biết. Dạ con xin phép được chuyện trò với cô trước ha. Dạ con mời cô chia sẻ lúc ban đầu luôn. Dạ đúng rồi á cô. Lúc ban đầu con tôi điện về là nói có thiếu nợ một số tiền là 150 triệu. Tôi có điện qua tôi nói thì như vậy 150 triệu con tôi nợ về cái gì, thì như vậy chú nó tôi mới hẹn đi lên trên đây. Thì ngày nay tôi có đi lên trên chỗ Bình Dương, chỗ anh Hải này, nhờ là để chú đó đi ra mặt đem con tôi ra, tôi có quải số tiền lên để mà chuộc con tôi về. Rồi nhờ chú Hải đi ra thì con tôi mai tôi đã là nó về với tôi. Thì như vậy á là tôi thành thật cảm ơn chú Hải ở chỗ này. Khi mà cô lên nhờ thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải có sẵn sàng giúp cô một cách nhiệt tình không ạ? Dạ sẵn sàng, rất nhiệt tình. Có lấy tiền bạc gì của cô không cô ha? Dạ không. Không ha. Ừ. Dạ rồi con xin phép chuyện trò với chú ha. Thì chú có thể chia sẻ lại cái sự việc sáng nay khi mà nhà mình lên nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ. Tôi ở An Giang. Dạ. Thì, để nghe chú là gì của em trai? Tôi ba của ba rụt ha. Ba trong nghĩa. Dạ. Tôi điện chú Hải, rồi chú Hải nhà kêu lên đây, chú Hải giải quyết cho gia đình tôi. Rồi bữa nay tôi lên, sáng nay tôi lên đây là chú Hải có nhiệt tình giúp con của tôi. Dạ. Được vai của tôi. Đã tìm được con. Được. Cái niềm vui thứ nhất là đã tìm được con, mà con nhà mình bây giờ hiện tại sức khỏe đang rất là ổn định, đúng không ạ? Được tìm con của tôi. Rồi sức khỏe cũng ổn định. Dạ. Rồi, bữa nay là xong nhất, xong rồi gặp nó rồi. Rồi cũng cảm ơn chú Hải với gia đình. Hiện tại bản thân chú ngay giờ phút này chú có vui không? Vui, lúc này vui mừng lắm. Đội đã tìm thấy con trai của mình rồi, mà con trai nhà mình hiện tại thì nói chung về sức khỏe thì đang rất là khá ok chú ha. Dạ rồi con xin phép cô chú cho con chuyện trò với con trai nhà mình ha. Dạ. Em trai cho anh xin phép được hỏi em trai tên là gì? Em tên Nghĩa. Em trai nói lớn lên giúp anh nha. Em tên Nghĩa. Em có thể chia sẻ lại cái sự việc, lý do tại sao em gọi điện về nhà để kêu cha mẹ em mang cho em 150 triệu? Mời em. Dạ, tại em dây áp nên em sợ nên em giúp đỡ. Bao lâu rồi em không liên lạc về nhà? Có tầm tháng. Bao nhiêu? Một tháng. Một tháng là em không liên lạc luôn. Lý do gì em không liên lạc? Tại chơi tiền ảo. Tiền ảo cụ thể là em chơi cái gì? Chơi tài xỉu. Chơi tài xỉu, cờ bạc đỏ đen đúng không? Em chơi cái đó lâu chưa? Cũng tầm 2 tháng, 2-3 tháng. Em có ăn được không? Có ăn được. Ăn được bao nhiêu? Ăn được mấy chục xong thua lại hết. Mấy chục triệu? Cụ thể là mấy chục triệu? Tầm 10 mấy 20 triệu. 10 mấy 20 triệu ha. Tới giờ phút này em đã thua bao nhiêu rồi? Như cỡ 6-70. 6-70 triệu. Tức là em mới chơi đúng không? Lâu lâu em mới chơi hay là chơi ghiền luôn? Lâu lâu mới chơi. Em có đi làm không? Lên Bình Dương em có đi làm không? Có. Em làm việc gì? Làm bên công trình.
Công trình cụ thể là gì em? Mình lắp bấm gió. À, lương cao không em? Lương 350 một ngày. 350 một ngày ha, mà mình lên làm là được từ tháng mấy? Từ tháng mấy tới giờ? Ý là sau mình Tết. Sau Tết. Chứ không mới đây ha. Mình đã gửi được đồng tiền nào về quê chưa? Chưa ha. Rồi là mình chơi, mình có nhiêu là mình đầu tư chơi vào đấy hết. Gọi là tiền lương đã vào đấy hết rồi. Rồi sau đó bắt đầu là em với vay đúng không? Em vay là vay qua app là app gì? FL Online. FL Online ha, là em vay bao nhiêu? 40 mấy triệu. Đó là tiền gốc. Còn tiền lời bao nhiêu? Gốc với là lương là 43. Gốc với lời 43, tại sao em lại định cho cha mẹ mang ra cho em 150 triệu? Tại em sẽ muốn trả nợ này cho hết. Chạy, nhưng mà có 43 triệu mà sao đem giữ à? Ừ? Hay là em còn muốn lấy 150 triệu trả nợ 43 triệu là còn 107 triệu là em tính 107 triệu đem đánh bài nữa hả? Hay sao? Hay có cái gì thì em cứ nói chia sẻ đi xem nào. Nói cụ thể chia sẻ sự thật. Bởi vì các anh rất là khó khăn mới tìm được em. Sáng nay cũng dùng đủ mọi cách thì mới giúp em ra được. Em hiểu chưa? Em nói đi. Ủa? Ủa ăn gì mà mình trả tiền trọ chơi tiếp. Để cho mẹ em nghe điện thoại đi nào. Ôi nếu cuộc gọi quan trọng thì cô nghe, còn không thì con mời cô chuyện trò một xíu rồi rồi mình nói chuyện ha. Nếu mà cuộc quan trọng thì mình nghe, còn không quan trọng thì xíu thì mình nói chuyện ha. Đỡ làm gián đoạn khi cô chú anh chị đang xem. Là em trả tiền trọ, em muốn lấy số tiền của ba mẹ em 150 triệu đấy. Trước mắt em trả 43 triệu tiền vay ngân hàng, còn lại 107 triệu để em đóng tiền trọ với tiền ăn rồi chơi tiếp. Anh hỏi thật này, nhà em giàu không? Bố mẹ em làm gì? Cha mẹ em làm nghề gì? Nó lớn lên thanh niên, nó nhỏ quá. Làm mới mới làm vườn. Mức lương của cha mẹ em một tháng thu nhập được nhiều không? Được khoảng bao nhiêu? Được khoảng 10 triệu. Cả hai người ha. Nhà em có mấy anh em? 3 người. Em là con thứ mấy? Úc ha, hai người là chị hay là anh? Hai chị ấy. Có chồng chưa? Có rồi. Hai chị có chồng là phải lo cho nhà chồng rồi. Có chồng là có cuộc sống riêng, lo cho chồng cho con rồi ha. Là mình không bàn tới ha. Mà cha mẹ em hai người một tháng ở quê đúng không? Được 10 triệu bạc. Trong khi đó em sức dài vai rộng, thanh niên trai tráng, em đi làm xa. Em đã không gửi tiền về cho cha mẹ thì thôi đúng không? Điều này anh nói ra có thể là em rất là buồn và giận anh. Nhưng anh vẫn nói. Bởi vì em đang bị lú. Em có thông cảm cho anh không? Có giận anh không? Giận anh vẫn nói. Nhưng mà cái nhiều năm sau em coi lại cái video này, lúc đó em sẽ hiểu những cái lời anh nói. Anh thì hơn em chỉ ít tuổi thôi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22. Anh hơn em mười mấy tuổi. Nếu em thật sự mà thương cha mẹ thì em hãy bỏ ngay cái ý định đấy đi. Tại vì sao? Cha mẹ làm cực khổ ở quê, đã nuôi cho em lớn bằng ngần này tuổi rồi mà, đúng không? Nghĩ sao mà bây giờ em đi làm, em chơi cờ bạc, em không đi làm, em không gửi về đồng bạc nào thì thôi, đường này em lại còn chơi cờ bạc, rồi em gọi điện về nhà, em làm đủ thứ mọi lý do để mà em lừa gạt cha mẹ em để chuyển cho em 150 triệu, rồi em trả nợ 43 triệu, còn 107 triệu em ăn em xài, em trả tiền trọ, rồi em chơi vào cờ bạc tiếp. Tiền đâu phải lá mít đâu em. Tiền nhà em nhiều lắm mà hay sao? Em nghĩ nhà em nhiều tiền lắm hay gì? Bây giờ có mặt cha mẹ ở đây, có mặt cha mẹ ở đây và toàn thể quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, em xin lỗi cha mẹ em đi. Quay lại, anh muốn em làm ngay lúc này, khoanh tay lại đàng hoàng, xin lỗi cha mẹ, nói lớn lên. Xin lỗi cha mẹ. Rồi sao nữa, nói đi. Nói như thế nào? Nói rõ ra cho anh. À, con xin lỗi cha mẹ. Thằng này con dại dột quá. Thằng này con về quê con làm lại cuộc đời con. Xin cha mẹ tha thứ chưa?
có chơi bài bạc nữa không? Bài bạc là bác thằng Bần, em hiểu không? Nhớ nha, nếu mà bài bạc dễ kiếm tiền thì không có ai đi làm công nhân, nhớ chưa? Một lần này thôi nha. Thì cô chú có tha thứ cho em nó không? Thì mẹ với ba cũng tha thứ cho con, nhưng mà con phải chí tâm bằng ăn, không có làm cho ba mẹ buồn gì nữa. Con đồng ý với mẹ ba không? Ở đây có mặt rất nhiều quý cô chú anh chị đang xem cái video này, thậm chí là cả các cô chú anh chị bên nước ngoài nữa. Mình thanh niên rồi, sau này mình còn lấy vợ, mình có gia đình, lúc đó mình sẽ hiểu. Khi nào em lập gia đình, em có con cái, em sẽ là hiểu cái giờ phút này cương vị làm cha làm mẹ các bậc đấng sinh thành. Cha mẹ em khi sáng về đây nhờ bên đội hiệp sĩ với Thanh Hải rất là lo lắng cho em, hoang mang sợ sệt. Em có biết được điều đấy không? Em có biết được tới giờ phút này em đã làm điều sai gì lớn nhất của cuộc đời chưa? Đó là bất hiếu. Anh chưa nói về vấn đề về tiền bạc, nhưng về cái mà đạo hiếu, cái chữ hiếu để làm con á. Em vừa rồi em làm cha mẹ em buồn đấy, em biết không? Nên anh hy vọng rằng đây là một bài học đầu tiên, cũng là bài học cuối cùng nha. Nghe anh đi, phải nghe anh đi, nghe cha mẹ, không có ai thương em bằng cha mẹ. Đừng chơi mấy cái đấy nữa nha. Bỏ đi, bỏ tất cả hết đi. Bây giờ có mặt tất cả mọi người ở đây đang xem này, em hứa như thế nào? Em hứa đi. Em hứa là không chơi cờ bạc nữa, chú tâm làm ăn nha, làm ăn nha. Mình đang còn tuổi trẻ, mình cố gắng làm ăn nha. Thôi thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi cô chú ạ. Thôi thì em nó cũng chót dại rồi ha. Thì mình gia đình mình tự tìm cách để khắc phục hậu quả của em nó ha. Thôi thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và đặc biệt hơn nữa là con trai mình sẽ thay đổi hết tất cả mọi thứ ha. Thì con tin rằng, con hy vọng rằng, và con tin em nó qua cái sự việc, qua câu chuyện em nó sẽ thay đổi hết tất cả để mà làm một người tốt, một người con có hiếu. Thì cô chú thôi thì cũng mọi chuyện đã lỡ rồi, thì cô chú cứ cùng với lại con trai khắc phục đi ha. Mình vay bao nhiêu, con nhà mình vay bao nhiêu thì mình phải trả, đó là cái điều tất nhiên rồi, mình không thể trốn tránh được nha. Thì em trai nhá, thì anh cũng chúc riêng em, chúc em thứ nhất là chúc riêng em nhiều sức khỏe, và đặc biệt là em phải bỏ cái cờ bạc đấy đi nha. Có giận anh không? Những lời vừa rồi anh nói có giận anh không? Cho dù bây giờ em giận anh đi, nhưng 1-2 năm nữa em xem lại, lúc đó em có khi em liên lạc với anh để mời anh đi uống cà phê á nha. Quay đầu là bờ, không có gì là muộn hết, quan trọng là bản thân em biết thay đổi hay không nha. Còn em vay số tiền ngân hàng của người ta bao nhiêu đó thì về thôi, thì nói với cha mẹ mọi chuyện đã lỡ vậy rồi. Mình có vay thì mình phải có trả, đó là cái quy luật rồi, mình không thể trốn tránh và giật của người ta được. Nhưng cái điều quan trọng đặc biệt bây giờ là em phải bỏ hết cái cờ bạc đi nha. Còn mình làm công ty nào không làm thì mình về nhà mình phụ giúp với cha mẹ, khi nào tâm của mình, tinh thần của mình thoải mái thì bắt đầu mình tiếp tục đi làm, được không? Vui vẻ được không? Rồi cười với anh cái nào. Rồi ok. Dạ rồi, thì toàn bộ câu chuyện thì quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng xem cũng đã hiểu phần nào. Thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác đã luôn đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong suốt chặng đường và thời gian vừa qua. Em hy vọng rằng trong những chặng đường sắp tới, quý cô chú anh chị luôn theo dõi và ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, toàn bộ câu chuyện gia đình nhà mình vừa chia sẻ, gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Chú có đồng ý không chú? Cô đồng ý không ạ? Em trai đồng ý không? Nói lớn lên. Đồng ý đúng không ạ? Dạ rồi, con xin chào nha. Chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi.